bạn một cái chậu lan đen ru rất là đẹp, với màu sắc rất là đẹp. Cái lọ đen ru này thì được bày ngay tại trên tầng thượng của khách sạn Rex Sài Gòn. Đây là một khách sạn rất là nổi tiếng từ thời chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Giò đen rô này cái màu có màu sắc rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là nó hiện lên trên cái nền trời màu đen, và cái ánh sáng từ ngược lại từ khách sạn Sheraton và Caravan rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy là nhìn thấy chữ Caravan Hotel rất là rõ. Còn đây là khách sạn Sheraton. Từ góc quay này có thể thấy là cái đồ đen rô này có màu sắc cực kỳ đẹp. Cánh hoa của nó cũng rất là đẹp, với hai cánh phía trên có màu đỏ, lưỡi đỏ, hai cánh dưới vàng và đỉnh với màu vàng rất là đẹp. Đây là toàn cảnh trên nóc khách sạn Rex Sài Gòn. Đây, chỗ này có thể nhìn rất là rõ chữ Sheraton. Rất là tuyệt vời. Cái giống đen rô nắng thì ở đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì thường là có màu sắc rất là đẹp vì nó đủ nắng và có cái hương thơm nhẹ.